Cái này không phải là bánh gạo mà là bánh cơm nguội ấy. Chào mọi người nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ lại làm thêm một món ăn vặt nữa từ cơm nguội. Món này cực dễ luôn, cực đơn giản luôn. Ở đây mọi người chuẩn bị cho mình hai bát cơm nguội nhé, hai bát con cơm nguội. Đấy, mình đong sẵn ở đây. Đấy, tiếp tục đổ vào cái cối. Cái cối này mình dùng để giã nghệ tươi nhiều ấy, nên là cái màu vàng của cái nghệ nó ám vào cái cối luôn này. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đong đường vào đây. Ok, 2 thìa. Cái này tí mình nêm nếm lại được, ăn ngọt như thế nào thì mình nêm như thế sao cho nó vừa nhá. Rồi tiếp tục dùng cái chày. Đây là cái đoạn này, luyện cơ tay này. Tiếp tục giã nhá. Sau một hồi luyện cơ tay thì cái chỗ cơm nguội của mình nó được dẻo như thế này. Cái này bữa trước mình làm một mẻ rồi, nhưng mà mình làm nó bằng cơm nóng thì hồ nó ra nhiều hơn. Cái cơm phần cơm nguội này của mình nó hơi khô, nên là lúc nãy giã thì mình có cho thêm một chút xíu nước vào để cho nó dẻo như thế này này. Đấy, nhưng cái này tốt nhất là mình nên làm bằng cơm nóng. Cái này còn cơm nguội đây, mình lấy ra mình làm thử xem nó có dẻo bằng cơm nóng không. Nhưng mà tại mình cho đường vào thì cái phần cơm nguội của mình nó sẽ ướt ra, nhưng mà cho nhiều quá thì nó ngọt quá. Mình chỉ cho vừa phải thôi, nhưng mà cơm nó hơi khô nên là mình cho thêm một chút xíu nước vào để cho nó dẻo. Dạ, nhuyễn, thật là nhuyễn luôn nhá. Dẻo quẹo như thế này là được rồi, nặng tay nặng trình trịch cho là ok. Rồi giã cơm xong rồi thì mọi người chuẩn bị cho mình một chảo dầu nhá. Rồi đợi cho dầu nó nóng thật nóng thì bắt đầu mình sẽ cho cái phần cơm giã nhuyễn của mình vào nhé. Chiên cái này thì mọi người để lửa nhỏ thôi, nếu mà để lửa to thì nó sẽ bị cháy ngay, bởi vì là trong cơm cái phần cơm này mình có để đường mà, nên là nó dễ cháy cái mặt ngoài lắm, nên mình để lửa thật nhỏ thôi nhá. Đấy, mình múc vào một miếng to như vậy xong rồi mình dàn đều ra. Nhớ thấm dầu vào cái muôi này để mình dàn nó không bị dính nha. Mình chiên bằng cái chảo thường hay là chảo chống dính đều được nhé. Thế mình chiên bằng cái chảo thường thì đừng có lật vội. Khi nào mà nó giòn, nó khô, nó vàng như thế này là tự nó bong ra. Đấy, nó hơi dính, cái chỗ nào nó chưa vàng thì nó hơi dính. Thế thì mình chỉ cần lấy cái thìa mình nảy là nó ra. Cái này chưa được hết, chút xíu là xong. Cái bánh này nó không hút dầu mấy, nên là vừa rồi mình hơi đổ nhiều dầu ăn. Ok, chờ cho bánh nó vàng giòn hai mặt như thế này là được rồi. Mọi người gấp bánh ra nhé, tắt bếp. Gắp bánh ra cái dĩa, nhìn vàng giòn ngon không? Bánh này nó dẻo lắm mọi người ạ.
giòn ở ngoài, dẻo vào trong. Đấy, hai bát cơm thì mình được ba cái bánh này. Mọi người chuẩn bị cho mình một ít bột năng này, đầu thìa như thế này thôi nhé. Bột năng hoặc là bột bắp cũng được. Và một ít cà phê. Đấy. Ok, pha đã đặc một tí cũng được, nếu mà thích ăn đặc thì pha đặc. Bây giờ thì mình sẽ đi nấu cái nước cà phê của mình lên. Mình sẽ nấu cái nước cà phê của mình, đong 4 cái thìa này nước nhé, ít thôi. Thơm quá, mùi cà phê đúng thơm luôn đấy. Mình cho một tí bột năng hoặc là bột bắp vào để cho cái nước cà phê của mình nó sánh sánh nhé. Tí cái bánh của mình ăn cho nó hấp dẫn. Đấy, mọi người thấy nó sôi không? Nó sôi như thế này là được rồi. Nhà mình còn ít bánh quy. Đấy, mình sẽ lấy ra mình xay nhá. Bẻ ra. Cái này mình còn bánh gì thì mình xay bánh đấy. Cái bánh quy bạc này mình thích ăn lắm. Thơm lắm mọi người. Dĩa bánh gạo của mình xong rồi đây mọi người. Mọi người thấy mình decor nhìn ngon lành phở không? Cái này không phải là bánh gạo mà là bánh cơm nguội ấy. Ăn thử miếng xem nó như kiểu gì nhé. Thơm cái bột bánh quy này, cà phê thì hơi đắng đắng, ăn ngon lắm. Đắng đắng thơm thơm vị cà phê, cái bột bánh quy này nó cũng béo nữa. Để mình chụp tấm hình đã. Cái bánh thì giòn, bột bánh quy thì béo, cà phê thì vừa hơi đắng đắng, thơm ngậy. Dịch đã giãn cách cái này, ở nhà chỉ thèm ăn vặt thôi mọi người, chết dở. Mà không ra ngoài mua đồ được, cái món này từ cơm nguội này là đúng là chuẩn luôn á. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Chào mọi người, video sau nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhé.